Vào sáng ngày 9 tháng 8 cũng tại Nhật Bản, nước này đã long trọng tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ Mỹ ném bom hạt nhân xuống thành phố Nagasaki cách đây tròn 79 năm. Những người tham dự sự kiện đã dành ra một phút mặc niệm cho các nạn nhân thiệt mạng vào đúng 11 giờ 2 phút theo giờ địa phương, thời điểm Mỹ ném bom hạt nhân xuống thành phố Nagasaki cách đây 79 năm. Buổi lễ diễn ra tại Công viên Hòa bình Nagasaki có sự tham gia của khoảng 2.300 người, trong đó có các đại diện từ khoảng 100 quốc gia. Phát biểu trực tiếp tại sự kiện, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bày tỏ mong muốn thảm kịch tại Nagasaki sẽ không bao giờ tái diễn. Hiện tại, khi cộng đồng quốc tế đang chia rẽ sâu sắc hơn về vũ khí hạt nhân và cuộc chạy đua vũ trang về vũ khí hạt nhân đang càng trở nên nghiêm trọng, chúng tôi sẽ tiếp tục mạnh mẽ kêu gọi thế giới biến Nagasaki là nơi cuối cùng hứng chịu bom nguyên tử. Cách đây 79 năm, hơn 70.000 người đã thiệt mạng sau khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki. Các tác động của phóng xạ khiến hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng về sức khỏe và cuộc sống đến tận ngày nay.